Ngày 21 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo một số đoạn video clip có sự hình thành của đối tượng nghi ngại đã ra tay sát hại nhân viên bảo vệ bảo hiểm xóm hội bảo hiểm xã hội, huyện Quỳnh Lưu. Cụ thể, trong một đoạn video clip do công an cung cấp, sau khi sát hại ông Đặng Văn Tờ, 1974, nhân viên bảo vệ bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, nghi phạm đội mũ bảo hiểm màu vàng, chạy xe máy của nạn nhân mang băng kiểm soát 37-2-188, nhãn hiệu Honda Rim ghi ra địa bàn phường Quỳnh Thiện thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, rồi bỏ xe lại tại một bãi đất trống, cách hiện trường gây án hơn 10 km. Sau khi sát hại nhân viên bảo vệ, đối tượng này đã bị yêu thương. Cảnh sát cũng đã trích xuất được một số đoạn video có sự hình thành của đối tượng nghi ngại này tại một bến xe khách ở Hà Nội, đối tượng mang theo túi đồ phía sau lưng. Hiện, lực lượng tác dụng vẫn đang tích cực xác minh, truy tóm đối tượng. Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, nơi xảy ra vụ án mạng. Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng gần 7 giờ sáng số 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng. Ông Thọ gọi điện cho nhân viên bảo vệ là ông Đặng Văn Tờ, 1974, ở xóm Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, thì không thấy nghe máy. Một lúc sau, ông Thọ ra đi phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện ông Tờ đã tử vong với nhiều vết yêu thương ở đầu, máu chảy nhiều. Nhận được tin báo, công an huyện Quỳnh Lưu nhanh lẹ có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ việc.